chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ngôi nhà chung của Today TV, đó chính là chương trình Today House. Thưa quý vị và các bạn, Today House là một chương trình được thiết kế giống như ngôi nhà chung dành cho tất cả quý vị khán giả của Today TV. Thông qua chương trình này thì quý khán giả sẽ được cung cấp những thông tin về những bộ phim mới nhất, những chương trình đặc sắc đang và sắp phát sóng trên Today TV. Hơn thế nữa, Today House sẽ mang đến một cái nhìn toàn diện về tất cả các hoạt động của kênh truyền hình Today TV, nơi mà hàng ngày chúng tôi vẫn luôn cố gắng miệt mài mang đến những món ăn tinh thần thật giá trị cho quý vị khán giả. Với Today House, ngôi nhà chung của Today TV, quý khán giả cũng có thể tham gia với các chương trình tương tác để có thể góp ý kiến xây dựng nội dung cho các chương trình hoặc nhận những phần quà giá trị qua các cuộc thi từ Today TV. Thiên Cầm này, để bắt đầu cho một ngày mới thì Thiên Cầm thường sử dụng loại đồ uống gì? Thiên Cầm rất thích uống trà xanh mỗi buổi sáng. Vì theo Thiên Cầm được biết thì trà xanh rất tốt cho sức khỏe của phụ nữ và chữa được một số bệnh khác nữa. Còn đối với cánh mày râu chúng tôi thì thường là sử dụng một ly cà phê nóng buổi sáng. Một ly cà phê nóng sẽ làm cho chúng ta tỉnh táo và ngoài ra sẽ tăng thêm những năng lượng rất là hiệu quả trong ngày làm việc. Mà cho dù nam giới hay nữ giới thì đều có những sự lựa chọn cho riêng mình, phải không anh? Đúng rồi. Và chúng ta hãy cùng trở lại với chương trình Today House nhé. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 7 năm 2011, trên khung phát sóng chương trình từ 19 giờ tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, Today TV chính thức phát sóng bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mang tên Cười Lên Dong Hae. Nội dung bộ phim xoay quanh hành trình đi tìm tình yêu và gia đình của nhân vật tên Dong Hae, được sinh ra và lớn lên tại Mỹ cùng người mẹ xinh đẹp nhưng thiếu thốn về tinh thần. Sau khi trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật, được chọn vào đội tuyển quốc gia, Dong Hae trở về Hàn Quốc để tìm bạn gái, mang theo trong lòng bí mật về cuộc đời của mẹ. Nhưng khi đến Hàn Quốc, anh mới biết mình bị người yêu phản bội. Thất vọng, buồn chán, đau khổ, rồi Dong Hae gặp Bong Ji, một phụ bếp nghèo trong một nhà hàng. Rồi họ kết thành một đôi. Cũng từ đó anh bắt đầu tìm kiếm cha mình, người mà anh chưa hề biết mặt. Anh luôn mong muốn mình có được một gia đình đầm ấm và đón nhận một tình yêu mới. Bộ phim là quá trình phát triển quan hệ của các nhân vật chính là Dong Hae với những người khác trong mối tương quan gia đình và xã hội.